ướp gia vị xông khói tiêu. Mình mua ở ngoài chợ người ta ướp sẵn như vậy nè các bạn. Mình chỉ đem về nướng lên là ăn được. Và mình sẽ nướng cùng với măng tây và phô mai. Còn sò điệp mình nướng chung với bơ, với nấm, papi, béo là mushroom. Tiếng Việt mình kêu là nấm, béo là nhỏ. Mình sẽ nướng chung hết cái mâm này. Bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ô liu lên cái măng tây này để mình nướng. Khi gần chín thì mình mới để phô mai và thêm một chút mình để vô cái mushroom này luôn, lên cái nấm này luôn. Mình sẽ trộn đều. Khô. Sò điệp mình cũng sẽ để ở đây. Mình sẽ cho bơ lên. Bây giờ mình sẽ đem vô lò nướng. Bây giờ mình mở lửa. Mình nướng, mình sẽ mở 400. 400 độ F. Khoảng 18 phút đến 20 phút. Lò nóng rồi, bây giờ mình để vô nướng. Mình nướng khoảng 18 đến 20 phút nha các bạn. Cháo nướng của mình được 10 phút rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để phô mai lên nha các bạn. Khoảng 2 phút mình sẽ lấy ra. Chín rồi. Ngon quá, bây giờ mình lấy ra ăn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra ăn. Mời các bạn ăn với mình nha. Mình và con trai ăn nè. Wow. Cheesy. Nóng hổi giờ thổi giờ ăn. Yummy. Ngon quá. Măng giòn ngon quá con ha. Bây giờ mình ăn sò điệp. Thơm mùi hải sản, ngọt quá ha. Thơm mùi bơ. Ngon quá. Bây giờ mình ăn thử miếng cá hồi. Wow, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngon không con trai? Này ngon rồi. Quá ngon ha. Nóng quá. Cá rất là thơm, mùi tiêu mặn mặn ngọt ngọt, ngon lắm các bạn. Bây giờ mình thử nấm.
Nóng. Nóng giòn mà ngọt quá. Ngon quá các bạn ơi. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Các bạn nhớ ủng hộ mình, đăng ký, nhấn chuông, like và share cho mình nhé. Hẹn các bạn video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Bye bye.